Hiện tại thì em Sơn đang có mặt ở Chi Lăng, Lạng Sơn. Và hiện tại đây thì nhà vườn đang trong quá trình là đóng gói để gửi trực tiếp những cái cây giống hoàng đàn đỏ hàng chuẩn. Và đây đặc biệt là hàng ươm giống chứ không phải hàng dâm cành, nên là cái chất lượng hàng nó sẽ rất là cao. Và em Sơn cũng đã lựa chọn cho anh em mình những cái cây giống mà có sức sống phát triển rất là tốt, không có sâu bệnh, để có thể gửi đến anh em, để trong quá trình anh em mình trồng thì cây nó có lực phát triển tốt, phát triển nhanh hơn và nó không bị còi cọc. Thế còn những cái cây bị còi cọc đây thì em loại riêng ra một bên để không mang đến cho anh em những cái cây nó xấu như vậy được. Thế cho nên là đây thì những anh em nào đã đặt niềm tin vào em Sơn lựa chọn cho mình những cây giống đẹp thì đây là thành quả anh em mình đây thì đang đóng gói để gửi cho anh em. Có anh em thì đặt 2 cây, có anh em thì đặt 1 cây, có những anh em thì đặt cả hàng chục cây. Đấy thì đang quá trình đóng gói vào đây nữa. Thì đây là những cây to hơn. Đây là những cây to hơn này. Cây to hơn thì bắt đầu nó thay lá. Bắt đầu nó thay lá thì cái lá nó sẽ khác với cây con. Cây con thì khoảng hơn 2 năm tuổi thì cái lá của nó sẽ là cái lá kiểu ban đầu. Thế sau khi cái lá đấy một thời gian khoảng vài tháng sau thì nó sẽ thay thành cái lá như thế này. Thì đây là những cây lớn hơn. Cây này thì giá khoảng 1,5 triệu cho đến là 2,5 triệu một cây. Thế còn những cây con kia thì giá hiện tại chỉ có vài trăm nghìn đồng thôi. Thì để những anh em nào mà đang muốn lựa chọn những cái cây giống về hoàng đàn thì có thể tùy điều kiện của mình để có thể lựa chọn những cây nó phù hợp anh em nhá.